Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 2 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Chúng ta đến với bài tập hàng ngày 57, thực hành và trải nghiệm đo độ dài. Một lớn phần trắc nghiệm, khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, 9 mét thì bằng bao nhiêu cm nhỉ? Chúng mình nhớ đó là 1 mét thì bằng 100 cm. Như vậy thì 9 mét sẽ bằng là 900 cm các em ạ. Chúng ta chọn ở đây là số tích hợp cần điền, đấy chính là số 900, đáp án là A. Tiếp theo là câu 2, kết quả của phép tính 85 dm trừ đi 47 dm là bao nhiêu? Ta thấy là cùng đơn vị đo là dm rồi, thì chúng ta chỉ việc thực hiện phép tính với các con số này thôi. Mình sẽ đặt tính là 85 trừ đi 47. 5 không trừ được 7 thì ta lấy 15 trừ 7 bằng 8, thì 8 nhớ 1. 8 trừ 4 bằng 7, 7 trừ đi 4 bằng 33, kết quả là 38 và đơn vị là dm. Chúng mình chọn ở đây là đáp án B. Chuyển sang câu số 3, bàn học lớp em dài khoảng là bao nhiêu? 12 km thì quá là dài rồi đúng không? 12 mét cũng dài, 12 cm thì lại ngắn hơn cả cái thước thẳng của thầy đấy, thầy đang cầm đây này đúng không? Như vậy nó sẽ là 12 dm là hợp lý các bạn. Chúng mình chọn cho thầy là đáp án C, là ước lượng. Tiếp theo là đến với lại câu số 4, cổng trường em rộng khoảng là bao nhiêu? Nó sẽ rộng khoảng là 5 mét các bạn. 5 dm hay 5 cm thì nó lại là quá là hẹp đúng không? 5 km thì số quá lớn rồi, đáp án là B. Tiếp theo là câu 5, nhà An cách nhà Bình 100 m, An sang nhà Bình chơi. An đã đi được 50 m, vậy An còn cách nhà Bình quãng đường là bao nhiêu mét nữa? Thì chúng mình có thể vẽ bằng đoạn thẳng, sơ đồ đoạn thẳng thể hiện cái quãng đường từ nhà An nhà Bình nhé. Đây là nhà An này, đây là nhà Bình này. Từ nhà An sang nhà Bình thì cái quãng đường dài là 100 mét. Bạn ấy đã đi được quãng đường là 50 mét rồi. Đây là 50 mét. Và đề bài hỏi chúng mình là quãng đường còn lại là bao nhiêu nữa thì để đến nhà Bình. Thì rất đơn giản thôi, ta sẽ lấy cái đoạn dài nhất là 100 mét trừ đi quãng đường đã đi đúng không? 100 mét trừ 50 mét thì sẽ bằng là 50 mét các bạn. Đáp án mình chọn là D nhé. Chúng ta cũng chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1, điền số tích hợp. Trong bài này chúng ta sẽ rèn luyện đổi đơn vị đo độ dài. 10 mét thì bằng bao nhiêu cm? Thì các em nhớ nhé. 1 mét bằng 100 cm, tức là ta thêm 2 số 0 nữa. Ở đây là 10 mét, chúng ta thêm 2 số 0 nữa thì ta sẽ được là 1000 cm các em ạ. Ta điền số 1000 vào đây. Tiếp tục nào. 7 mét thì bằng bao nhiêu dm? Chúng mình nhớ là 1 mét thì bằng 10 dm. Như vậy thì 7 mét sẽ bằng 70 dm. Chúng ta điền số 70. Chúng ta cùng tiếp tục nào. 8 dm thì bằng bao nhiêu cm? 1 dm thì bằng 10 cm, như vậy 8 dm sẽ bằng 80 cm. 1 m thì bằng 10 dm, như vậy là chúng ta thêm một số 0, 60 m thì sẽ bằng là 600 dm các em ạ. Từ dm đổi ra m chúng ta bớt một số 0, 300 dm thì sẽ bằng là 30 m. Các em hiểu tại sao bớt một số 0 không? Đây thầy lấy ví dụ đây các em này. Chúng ta có là 10 dm thì bằng 1 m đúng không em? Như vậy ta bớt đi một số 0 đúng chưa nào? Vậy thì 300 dm khi mà em bớt một số 0 ấy thì em sẽ còn lại là 30 m nhé. Đó. Tiếp đến 200 cm thì bằng 2 m các em ạ. Đây điền số 2 thôi. Và chúng mình đã xong bài 1 rồi. Tiếp theo chúng ta đến với bài 2, chúng ta sẽ đi tính với lại các phép tính có liên quan đơn vị đo độ dài. Thế thì chúng ta thực hiện các phép tính với con số bình thường thôi, sau đó ghi đơn vị đo vào là xong. 58 em thực hiện cộng với lại 16 thì em sẽ ra được kết quả là bằng 74 nhé. Và đơn vị là ta ghi là mét vào các em ạ. 58 cộng 16 là 74 này. Nếu như các em chỉ ghi số 74 vào thì là sai. Các em phải ghi thêm đơn vị đo nữa là 74 mét mới đúng nhé. Tương tự thế này, 48 dm cộng với lại 29 dm. Thì ta lấy 48 cộng 29, các em thực hiện đi. Thì ta sẽ được là 77 này. Và đơn vị là dm. 60 dm trừ đi 25 dm thì ta sẽ tính là 60 trừ 25 thì sẽ bằng là 35 và đơn vị là dm. 73 cm trừ đi 18 cm thì ta sẽ thực hiện tính là 73 trừ 18 thì sẽ bằng 55 và ghi thêm đơn vị là cm vào. Và chúng mình đã xong bài 2. Tiếp theo là bài 3, tìm vật với số đo độ dài thích hợp ở trong thực tế nhé. Bức tranh đầu tiên chúng ta nhìn thấy đây là cái cây cầu đúng không? Cây cầu khả năng là dài nhất ở đây rồi, khá dài nhất ở đây các em ạ. Vậy thì nó sẽ khoảng là bao nhiêu ở đây? Ta thấy là cái số 1000m là lớn nhất ở đây. Vậy ta sẽ nối với lại 1000m cái đoạn cầu, cây cầu này. Tiếp đến là chiếc ô tô thì chiều dài nó khoảng bao nhiêu nhỉ? Chiều dài nó khoảng là 4m là hợp lý các em ạ.
Tiếp theo là cái cây gỗ với lại cái bàn. Cái bàn này thì nó dài 11 mét thì quá là dài rồi, chúng ta sẽ nối với lại 1 mét với cái bàn. Vậy thì cây gỗ sẽ là 11 mét nhé. Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài số 3. Tiếp theo chúng ta đến với bài 4. Ở đây em sửa lại cho thầy là nhà An nhé. Nhà An có 4 tầng. Nhà An có 4 tầng, mỗi tầng cao 5 mét. Hỏi nhà An cao bao nhiêu mét? Thì đây chúng ta có này. Mỗi tầng là 5 mét, vậy 4 tầng thì ta sẽ lấy 5 x 4 lần lên các bạn. Mình sẽ viết câu trả lời. Chiều cao của nhà An là mỗi tầng cao là 5 mét, 4 tầng như vậy ta nhân với 4 lần lên, 5 x 4 bằng 20 và đơn vị là mét. Em ghi đáp số là 20 mét. Mình đã xong bài 4 rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài 5. Tiếp theo là bài tự luận 5. Đề bài như sau. Cây bạch đàn cao 15 mét, cây phượng thấp hơn cây bạch đàn là 6 mét. Hỏi cây phượng là cao bao nhiêu mét? Thế thì thấp hơn thì chúng ta hiểu cho thầy ý nghĩa là ít hơn đấy các em ạ. Như vậy để tính chiều cao của cây phượng thì ta sẽ lấy 15 này trừ đi 6 là xong các em nhé. Bây giờ mình sẽ viết câu trả lời như sau. Chiều cao của cây phượng là, chiều cao này của cây phượng là, phép tính ta sẽ lấy là 15 trừ đi 6. 15 trừ đi 6 ta có thể nhẩm được ấy, bằng 9 và đơn vị là mét. Như vậy cây phượng là cao 9 mét các em ạ. Đáp số chúng ta ghi là 9 mét nhé. Chúng mình đã xong bài số 5 rồi. Tiếp theo là bài 6. Hà có một sợi dây dài 2 mét nhưng lại không có thước để đo. Theo em, làm thế nào để Hà có thể cắt được một sợi dây dài 1 mét? Thế thì ở đây chúng mình có thể tư duy như sau này. Là Hà có thể gấp đôi, có thể gấp đôi cái sợi dây lại. Thì khi đó thì mình sẽ được là hai đoạn bằng nhau khi chúng ta cắt đôi, đúng không em? Em hình dung không nhỉ? Bây giờ ta sẽ ghi cho thầy như sau. Đó là mình sẽ gấp đôi sợi dây lại sao cho hai đầu sợi dây nó bằng nhau này. Gấp đôi sợi dây lại này sao cho hai đầu sợi dây bằng nhau. Và lúc này ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Lúc này mình sẽ đi cắt ở mép gấp của sợi dây. Thì khi đó thì mình cắt đi mình sẽ được là hai đoạn bằng nhau và mỗi đoạn có độ dài là 1 mét các em nhé. Bởi vì chúng mình tư duy này đó là 2 mét thì nó sẽ bằng là 1 mét cộng 1 mét đấy. Đó, khi chúng ta gấp đôi thì hai đoạn bằng nhau mỗi đoạn sẽ là 1 mét thì đã ra được là cái đoạn mà bạn tính rồi, đúng không em? Như vậy chúng mình đã làm xong bài 6, kết thúc bài tập hàng ngày 57 rồi. Thầy chúc các em học tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.